Đây là một cây thị cổ em nhé. Trong quá trình em đi khai thác mà gặp cây nào nó bị luỗng, bị rỗng đấy, có hình Phật tổ như thế này, đúng hình Phật tổ như thế này thì em báo ngay cho anh nhé. Ok, nhớ đấy. Và cái đường kính của nó khoảng 2,5 mét.